Nói cho tôi nghe cuối tuần của bạn bắt đầu như thế nào? Này nhá, tôi biết rất nhiều bạn ở đây sẽ chọn ngủ một giấc thật đã để bù lại những ngày làm việc vất vả. Nhưng các bạn có biết không, đó không phải là cách tốt nhất để nuông chiều cơ thể. Lâu dần, chúng ta bị thói quen xấu này làm cho trì trệ, uể oải, mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì cả. Đó là lý do tôi chọn dậy sớm và ra ngoài chạy bộ hoặc đạp xe thong thả trên khắp con đường thay vì lãng phí thời gian nằm lì trên giường. Tin tôi đi, lựa chọn này khá hay ho, giúp nâng cao sức khỏe, sốc lại tinh thần để bản thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và bạn thấy đấy, thói quen này giúp tôi vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Mặc dù năm nay tôi đã 37 tuổi rồi, có thể sẽ khó tin nhưng đây là sự thật. Xin chào, tôi là Irene. Hầu hết người xung quanh đều tâng bốc tôi bởi ngoại hình xinh đẹp không tuổi cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Hãy like và đăng ký kênh để lắng nghe tiếp câu chuyện của tôi nhé. Tối qua, Amanda, trợ lý riêng của tôi, đã gọi điện nhắc nhở về buổi họp lớp đại học được tổ chức vào tối hôm nay. Bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 20 giờ. Vì vậy, tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi muốn sự xuất hiện của mình phải thật lộng lẫy. Amanda hiểu điều đó và bao giờ cũng làm tôi thấy hài lòng. Cô ấy cẩn thận chuẩn bị trang phục và cả make up riêng cho tôi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Tôi cần thêm một người đồng hành. Và tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ. Chỉ một tín hiệu kết nối thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông Neil, đừng quên hôm nay chúng ta phải đi dự tiệc đấy. Irene, em yên tâm, anh vẫn nhớ về những lịch trình đặc biệt này. Được, trưa nay em sẽ lái xe đến đón anh. Sau đó chúng ta đi thử trang phục. Tuân lệnh quý cô xinh đẹp. Anh ấy là O'Neil, người bạn đồng hành với tôi trong hầu hết các sự kiện gần đây. Chúng tôi biết nhau chỉ khoảng nửa năm nhưng rất thân thiết. Anh ấy giống Amanda, rất hiểu tôi muốn gì, cần gì và đáp ứng đúng lúc, đúng chỗ. Đúng 8 giờ tối, tôi và O'Neil có mặt tại một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Như đã thống nhất, tôi và những người bạn thời đại học sẽ mặc lại prom tốt nghiệp của 15 năm trước để ôn lại kỷ niệm. Chiếc váy lấp lánh, đính đầy những viên đá. Bên cạnh đó, form dáng ôm sát theo từng đường cong cơ thể càng tôn được vẻ đẹp thể hình của tôi. Bộ vest xám trên người O'Neil cũng được lựa chọn theo tông màu phù hợp với chiếc váy mà tôi đang mặc. O'Neil, lát nữa anh phải thể hiện cho đúng, đừng làm em mất mặt. Em yên tâm, anh chưa bao giờ làm em thất vọng mà. Tôi khẽ gật đầu, đúng thật là từ khi quen biết O'Neil đến giờ, anh ấy chưa từng có điểm sai sót làm tôi phải bẽ mặt. Sự xuất hiện của tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm. Tôi nở một nụ cười thật tươi và khoác tay O'Neil đi đến vị trí ghế trống đang dành riêng cho mình. Hầu hết bạn bè của tôi đều lập gia đình. Các chàng trai cô gái năm xưa này đã trở thành những ông bố, bà mẹ tuyệt vời. Họ tất bật với cuộc sống, có người còn chẳng thể rời khỏi căn bếp nhỏ. Vì thế, tôi có thể thấy các nếp nhăn đã dần xuất hiện trên đôi mắt của mỗi người khi họ cười. Nhưng tôi thì khác. Ngoài giờ làm việc, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc da tại spa hay đến câu lạc bộ tập yoga. Tôi đến, dù bận rộn đến mấy, tôi cũng đảm bảo phải ngủ trước 2-3 giờ. Có người nói tôi sống khuôn khổ, nhưng đến giờ chắc là họ đã nhìn thấy giá trị thật sự của khuôn khổ này rồi. Tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ liên tục đổ dồn về phía tôi. Cô bạn ngồi bên cạnh cất giọng trước. Irene, làm thế nào mà cậu vẫn xinh đẹp như 15 năm trước vậy? Jack ngồi đối diện nhanh chóng tiếp lời. Không đúng, tôi thấy Irene xinh đẹp hơn ngày trước gấp trăm lần ấy. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà không đáp. Phải rồi, nghe nói cậu sắp mở chi nhánh công ty ở Chicago đúng chứ? Ừ, đúng vậy, mình biết cậu sắp chuyển đến đó. Có cơ hội sẽ gặp nhau. Trò chuyện thêm vài câu, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. O'Neil ngồi bên cạnh chu đáo gắp đồ ăn vào đầy chén của tôi, khiến mọi người xung quanh hết sức trầm trồ và khen ngợi. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, cho đến khi xuất hiện một giọng nói lạ. Nữ chủ tịch Irene xinh đẹp, cô có thể chấm dứt màn kịch này được rồi, vì tôi đang nắm giữ bí mật của cô. Cô vẫn nhớ tôi chứ? Tôi nhíu mày cố nhớ lại. Cô ta tên Daisy, người bị tôi sa thải vào tháng trước vì làm mất hợp đồng quan trọng của công ty. Cô ta đang nhắm vào tôi? Cô ta đang muốn trả thù tôi ư? Nhưng cô ta đang nắm giữ bí mật gì mới được? Mọi người xung quanh xì xầm. Hình tượng xinh đẹp, thành công, có sự nghiệp và có người yêu thương. Giả dối, tất cả chỉ là giả. Mọi người nghe cho rõ đây,
người đàn ông đi bên cạnh cô ta chỉ là người được thuê mà thôi. Và cả những người đàn ông trước đây từng xuất hiện cùng cô ta tại các sự kiện cũng là được thuê đấy. Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thuê? Là thế nào? Sao có thể? Đúng đấy, một người hoàn hảo như Irene làm gì đến mức phải đi thuê bạn trai thế? Tôi bắt đầu kích động hét lên. Đừng ở đây bày trò nữa. Cẩn thận, tôi sẽ kiện cô ra tòa đấy. Nhưng Daisy vẫn không buông tha. Cô ta đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây. Bày trò sao? Tôi có bằng chứng cả đấy. Nói xong, cô ta lấy ra một xấp tài liệu với đầy đủ hình ảnh và hợp đồng chứng minh tôi đã đến công ty dịch vụ thuê người yêu. Có cả hình và hợp đồng cùng O'Neil nữa. Tôi lùi lại, khẽ kéo cánh tay của O'Neil. Anh nhíu mày muốn tiến về phía trước nói gì đó, nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi không thể chối cãi nữa. Tôi không biết vì sao những thông tin này lại bị lộ. Nhưng ánh mắt sừng sốt, thương hại và cả chế giễu đổ dồn về phía tôi. Đám đông ngày càng náo nhiệt, cứ chỉ, trò trò. Tôi thấy xấu hổ và mất đi hết sự tự tôn, lòng kiêu hãnh của bản thân. Hết rồi, tôi làm sao còn mặt mũi ở lại? Tôi ôm mặt, sau đó nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, mặc kệ sự ngăn cản của O'Neil. Irene, chờ đã. Irene, chúng ta không thể rời đi như thế. Nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời nói của anh ấy. Hiện tại, tôi chỉ muốn trở về nhà, rồi nhốt mình trong thế giới an toàn của mình. Vừa đến nhà, đã bật khóc nức nở. Tôi không biết vì sao chuyện tồi tệ thế này lại ập đến. Tôi đã sai khi muốn bản thân hoàn hảo trong mắt mọi người ư? Tốt nghiệp đại học xong, tôi được bố sao lại cả cơ ngơi để quản lý. Tôi tiếp nhận và liên tục tạo được tiếng vang lớn trong lĩnh vực bất động sản đầy biến động. Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn bởi hai chữ công việc. Tôi lấy công việc làm niềm vui, làm động lực và là nơi chút bỏ muộn phiền. Dần dần, tôi quên mất đi hạnh phúc riêng tư. Đến khi nhìn lại thì đã hơn 30 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa yêu đương với ai cả. Tôi cũng nghe lời bố mẹ thử đi xem mắt với một vài người, nhưng tất cả đều không đi đến kết quả tốt. Vì vậy tôi từ bỏ và chuẩn bị sẵn tâm lý cô độc đến già. Cho đến 3 năm trước, mẹ tôi bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Mong muốn duy nhất của bà vào những ngày cuối đời là nhìn thấy tôi hạnh phúc. Tôi không muốn phụ sự kỳ vọng đó, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào. Trong lúc đang mệt mỏi, chán trường thì sự xuất hiện của Amanda giống như một liều thuốc cứu cánh. Amanda, cô giúp tôi nghĩ cách xem. Hiện tại đầu óc tôi trống rỗng chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại vớ đại một anh chàng nào đó ngoài phố rồi bắt anh ta về nhà cùng mình sao? Amanda đăm chiêu một lúc, sau đó ngay lập tức chuyển sang thái độ hào hứng. Nhìn vẻ mặt đó, tôi đoán cô ấy đã có giải pháp. Hãy nói em biết về tiêu chuẩn bạn trai của chị. Tôi ngạc nhiên. Nếu nói ra thì cô sẽ chọn được giống vậy sao? Thôi nào, đừng đùa nữa mà Amanda. Mặt Amanda nghiêm túc. Không, em không đùa. Em đang nghiêm túc mà chị Irene. Dạo gần đây nổi lên dịch vụ cho thuê người yêu, cho các buổi gặp gỡ bạn bè hay người thân trong gia đình. Những trường hợp như chị thì đây là dịch vụ được ưu tiên lựa chọn hàng đầu đấy. Tôi vẫn không tin lắm. Có cả dịch vụ này nữa sao? Amanda giải thích thêm. Có mà. Một trong những dịch vụ hot nhất hiện nay đấy. Do chị bận rộn công việc nên không để ý đấy thôi. Người ta vẫn sử dụng đây ra đó. Chỉ cần chúng ta cung cấp mong muốn, phía công ty bên đó sẽ đưa thông tin và danh sách từng ứng cử viên để chị lựa chọn, sau đó ký hợp đồng là xong. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang thú vị. Và Amanda cũng thành công tìm cho tôi được một người bạn trai đúng tiêu chuẩn. Vẻ ngoài anh ta sang trọng, lịch lãm, cao giáo, nước da trắng và đôi mắt xanh cuốn hút. Tôi đưa Finn đến một cửa hàng thời trang chọn quần áo, rồi đến bệnh viện thăm mẹ của tôi. Bà rất vui khi tôi giới thiệu Finn là bạn trai của mình. Vì anh ấy bận rộn công việc ở nước ngoài nên đến giờ mới có cơ hội ra mắt. Những ngày sau đó, Finn mỗi ngày đều cùng tôi đến bệnh viện. Sức khỏe mẹ tôi cũng khá lên, nhưng chỉ một tháng sau đó, bệnh tình của bà chuyển biến nặng và không qua khỏi. Tôi đã khóc rất nhiều và đau khổ suốt thời gian dài. Bố tôi biết chuyện thuê Finn đóng giả làm người yêu, nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, vỗ về. Con gái, đến lúc con thật sự cần tìm một người đàn ông ở bên cạnh rồi. Tôi biết chứ, nhưng tôi đã cố gắng mà vẫn không thấy ai phù hợp.
Sau đám tang của mẹ, tôi cũng kết thúc hợp đồng với Finn. Đơn giản là vì Finn trẻ con lắm. Từ ngày biết dịch vụ đặc biệt kia, tôi thấy cuộc sống của mình giảm đi gánh nặng. Mỗi khi có tiệc tùng hay sự kiện, tôi chỉ việc lựa chọn ứng viên phù hợp đồng hành cùng mình. Đến khi cảm thấy không còn phù hợp nữa thì kết thúc hợp đồng trong vui vẻ. Đó là nguyên nhân tôi còn có một biệt danh, đó là quý cô khó chiều vì thay đổi người yêu liên tục. Cứ như thế cho đến khi tôi gặp O'Neill. Khác với những người đàn ông trước kia, O'Neill điềm đạm, trưởng thành và chu đáo. Mặc dù nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng anh ấy luôn cho tôi cảm giác mình được che chở, bảo vệ. Ngoại trừ O'Neill thì những người đi cùng tôi lâu nhất chắc chỉ lâu nhất là được 3 tháng. Tuy thân thiết, hiểu nhau thật đấy, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa giống như bạn nghĩ đâu. Nó chỉ dừng lại ở mức độ công việc mà thôi. Tin tức về doanh nhân Irene thuê người yêu giả nhanh chóng xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo. Tôi không bất ngờ vì mình vẫn luôn trở thành tâm điểm. Thế nhưng nổi tiếng theo cách này thật sự không tốt chút nào. Tôi tắt tất cả mọi thiết bị liên lạc và thu mình vào một góc phòng. Thế nhưng lúc này mọi thứ dường như xa lạ lắm. Tôi cảm thấy cô độc, lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình vẫn luôn gắn bó. Ở độ tuổi này, bạn bè tôi đều đã lập gia đình. Dù cuộc sống của họ chưa sung túc, nhưng ít ra tôi biết rằng họ rất vui vẻ và sở hữu hạnh phúc thật sự. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có thể cho mọi người thấy lớp vỏ hoàn hảo bao quanh sự trống rỗng, thiếu thốn hơi ấm tình yêu thương. Trái tim tôi lúc này cần ai đó sưởi ấm, cần ai đó vỗ về. Tôi buồn bã đến quán bar uống rượu. Tôi thừa biết rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng chưa bao giờ tôi muốn say để rũ bỏ hết muộn phiền như lúc này. Tôi uống rất nhiều đến khi say khướt và gục xuống bàn. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh. Chẳng phải tôi đang uống rượu ở quán bar sao? Làm cách nào mà tôi ở đây được? Là ai đã đưa tôi đến đây? Hàng loạt thắc mắc liên tục hiện ra trong đầu, nhưng tôi không có cách nào giải đáp. Lúc đó, có ai đó mở cửa phòng. Tôi quay lại nhìn thì nhận thấy người đàn ông quen thuộc là O'Neill. O'Neill, sao lại là anh? Còn nữa, đây là đâu? Đây là nhà anh. Anh đã đến quán bar đưa em về. Nhưng không đợi cho tôi nói gì thêm, O'Neill nhẹ nhàng tiến đến rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Irene, anh xin lỗi vì đã luôn giấu giếm em một việc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy đã ôm chầm lấy tôi. Xin lỗi vì đã lừa dối em. Xin lỗi vì khiến em phải bẽ mặt trước bạn bè của mình mà không thể đứng ra bảo vệ. Thật ra anh không phải là ứng viên mà là người thành lập ra công ty cung cấp dịch vụ đặc biệt kia. Thông tin bị tiết lộ do anh sơ suất trong việc quản lý nhân viên. Anh đã sa thải cô ta rồi. Irene, em chính là khách hàng đặc biệt nhất của anh. Sự mạnh mẽ, dứt khoát của em chính là điều thu hút anh từ lần đầu gặp gỡ. Và không biết từ lúc nào anh đã thật sự có tình cảm với khách hàng của mình mất rồi. Vậy nên nửa năm trước anh đã làm cho mình hồ sơ giống các ứng viên khác rồi may mắn được em chọn. Anh nghĩ đó là định mệnh. Anh thật sự nghiêm túc với tình cảm này nên luôn cố gắng làm em thấy hài lòng. Tôi như chết lặng khi nghe những gì O'Neill nói. Quả thật anh ấy không hề giống với những chàng trai ứng viên còn lại. Đôi lúc chỉ cần nhìn vào mắt tôi là O'Neill đã biết tôi muốn gì. Nhưng O'Neill, tại sao anh lại không trực tiếp nói thẳng với em? Lỡ như trong 3 năm qua em gặp ai đó, chẳng phải anh không còn cơ hội sao? O'Neill nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến. Đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Nhưng xem ra anh vẫn còn may mắn có thêm cơ hội để chuộc lại sai lầm của mình. Em có thể làm người yêu của anh không? Anh muốn dùng thời gian còn lại chăm sóc cho trái tim chịu quá nhiều tổn thương của em. Tôi bối rối vì câu tỏ tình bất ngờ của O'Neill. Nếu là tôi của 5 năm, 10 năm về trước, có lẽ tôi đã xúc động và gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Irene của hiện tại đã có định hướng riêng cho bản thân. Tôi quả thật không hề sẵn sàng để tiến đến một mối quan hệ lâu dài với ai đó. Tôi không muốn làm O'Neill tổn thương, vì thế... O'Neill, xin lỗi khi phải nói ra quyết định này. Thật ra, em là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Em không muốn vì một phút yếu lòng mà ép bản thân phải đưa ra quyết định hối hận cả đời. Anh rất tốt. Anh sẽ tìm được một cô gái khác để chăm sóc, yêu thương. Thật đấy, O'Neill, em đang nghiêm túc. Đừng nhìn dáng vẻ ở quán bar tối qua mà nghĩ em yếu đuối. Anh biết em mạnh mẽ thế nào mà đúng không? Chỉ vài hôm nữa thôi,
Em chắc chắn sẽ quay về với vẻ kiêu hãnh của mình và tự tin đối diện với những tin tức kia. Em sẽ lại là một quý cô Irene được săn đón và ngưỡng mộ bởi ngoại hình, sự nghiệp và cả bản lĩnh. Tôi biết O'Neil sẽ buồn, nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành hữu hiệu. Tôi không muốn phụ thuộc bất kỳ ai về mặt tình cảm. Tôi cũng không thể từ bỏ cuộc sống khuôn mẫu vốn có của mình. Vì thế, tôi sẽ chẳng thể biến thành cô vợ tuyệt vời như O'Neil muốn. O'Neil và tôi chỉ thích hợp cùng nhau dạo mát, nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện như những người bạn tri kỷ mà thôi.